Chương 361, đi nhầm. Vừa dứt câu, mặt Thẩm Tuấn Phong đổi sắc ngay lập tức. Sao như thế được? Những người chơi thâm niên còn không thể nào làm được, Thẩm Tuấn Phong tỏ vẻ không dám tin. Cha cha, mấy thứ anh đang chơi đều là mấy trò tôi chơi ngấy rồi mà thôi. Lạc Tú lắc đầu, kiểu bí cảnh tập luyện này với Lạc Tú mà nói anh đã chơi ngao ngán cả rồi. Thậm chí bản thân anh còn tự tạo ra một bí cảnh thế này rồi lừa một đống người vào trong cho anh hay một bí mật nữa ở thế giới thật tôi tên lạc vô cực lạc tú cười gì cơ cậu chính là lạc vô cực đệ nhất bảng thiên long ư thẩm tuấn phong kinh ngạc nhìn lạc tú có phải thú vị lắm không ông nội anh còn muốn nhận tôi làm thầy đấy lạc tú nhìn thẩm tuấn phong đó cũng là ông ta mà cũng có cửa ư lạc tú cười khẩy ngắt lời thẩm tuấn phong audio điện tử võ tấn bền ha 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 ha, thẩm tuấn phong cười như phát điên. Anh ta chấp nhận sự thật này. Anh ta cười là vì biết gia tộc của mình sắp toan rồi, anh ta cười là cười sự ngu ngốc vô tri của mình. Dám nghĩ đến chuyện giết một sự tồn tại như Lạc Tú. Bây giờ anh ta mới hiểu tại sao Lạc Tú lại sống sót được sau trò chơi thứ nhất. Hóa ra là thế. Nhà họ thẩm xem như bỏ, đắc tội với một người mạnh như vậy trong thế giới thực, nhà họ thẩm khó mà sống nữa. Trong trò chơi này, anh chỉ là một con kiến với tôi mà thôi. ở thế giới thật thì anh vẫn chỉ là một con kiến. lạc tú cười chế giễu, sau đó dẫm một phát nát luôn đầu thẩm tuấn phong. thẩm tuấn phong đã chết, tối hôm đó mới được phát hiện. nhà họ thẩm lập tức loạn cào cao. trong trò chơi kinh dị, lạc tú cao màu, anh muốn thử một chút. thế là anh vẫy tay một cái thật mạnh, cố sức đẩy nắm đấm vào không khí, nắm đấm với hết sức của anh đồng thời cũng điều động luồng năng lực đã bị thái hoàng kinh phong ấn không khí vỡ toạc như từng mảng thủy tinh vụn vỡ lạc tú đi xuyên qua trước mắt là một khoảng sa mạc chỉ là vừa đến đây trước mắt là một vật lớn thật lớn lạc tú cũng chẳng để ý lắm chỉ là cúi đầu suy nghĩ không ngăn anh thật sao hiện nhiên anh đã đến một bí cảnh khác cũng chính là một cảnh khác trong game đây chắc chắn là đã được cho phép nhưng quy tắc game này không ngăn anh lại điều này hiển nhiên làm lạc tú càng thấy khó hiểu mà trong cảnh này của game đã xảy ra một trận chiến lớn trong này cũng có một vài người chơi thâm niên thậm chí là cấp vip hơn nữa nơi này còn là ở phương tây clark mau lên nơi xa có người gọi với tới một kỵ sĩ đang cưỡi trên chú ngựa trắng đó là một kỵ sĩ tỏa hào quang mang trên mình bộ giáp trắng muốt cưỡi một con tuấn mã còn to hơn ngựa bình thường nhưng giờ họ đều ít nhiều bị thương trên người đều là máu tươi, thậm chí còn có những vết như bị thiêu đốt. Chết tiệt, để tôi bình tĩnh lại chút, Clark gào to lên. Phiêu, ám dạ dáng lâm của anh đâu? Mau lên, bịt mắt nó lại, thánh kỵ sĩ Clark hét lên với một con ma cà rồng khoác áo choàng đỏ. Hai giống loài này vốn là kẻ địch của nhau, nhưng bây giờ lại hợp tác. Ma cà rồng phiêu nửa thân người đã bị đốt cháy. Tôi không làm được, cho tôi máu tươi để phục hồi một chút đã phiêu hét lên. Một cọng lông vũ bay sửa tới, đó là một yêu tinh nhỏ, là một cô gái. Nhưng không hề có tác dụng gì. Họ đều là người chơi cấp VIP phương Tây, trong thế giới thực thể nào cũng có thực lực nhất định. Thậm chí có thể là những kẻ đã đạt tới cảnh giới chiến thần. Ví dụ như cô yêu tinh trước mắt này, trong thế giới thực cũng là sát thủ ám giả cấp 3S. Thậm chí đến sát thủ thần triều của phương Tây cũng ở trong tay cô ta. Nhưng bây giờ họ đều trọng thương hết, đang khổ sở chống cự. Bởi vì thứ quái vật trước mắt bây giờ là một con rồng khổng lồ. Hai cánh nó bành to, cả cơ thể cao ngang bằng một tòa nhà mấy mươi mét. Cả người nó được phủ bằng bộ giáp đỏ lấp lánh cứng như sắt thép. Mũi nó thỉnh thoảng còn thở ra lửa, đó là hơi thở của rồng. Chết tiệt, nó cứng quá. Một cô gái để tóc dài mắng, phất tay một cái là một mảng ánh sáng đỏ. Morgana, đừng chọc giận nó. Thánh kỵ sĩ Clark nói họ đã trải qua một cuộc chiến khó khăn chỉ vì muốn nhổ được một miếng vẩy rồng mà thôi nhưng lại quá khó con rồng khổng lồ đó không chỉ nóng nảy mà còn rất mạnh cho dù là mấy người cấp vip như họ liên kết lại cũng không làm được gì mà những người chơi lão làng ở đằng xa càng không dám tới gần đợi chút sao dưới chân nó lại có người bỗng có người nhìn thấy gì đó anh bạn đừng đùa mấy người mạnh như thế kia mà đánh mấy tiếng rồi vẫn không rút ngắn được khoảng cách tới xung quanh con rồng sao lại có người đứng dưới chân nó. Có người cảm thấy bạn mình hoa mắt mất rồi, bèn lắc đầu nói. Tối qua anh uống say rồi gục trên người con gái nhà người ta đúng không? Có người bất mãn. Không, anh nhìn đi, người tóc vàng đó chỉ về phía con rồng. Bạn anh ta nhìn sang, đúng là giống như có người thật. Ồ, đúng là có người thật. Clark và Morgana ở bên này cũng phát hiện ra. Hình như có thêm một người nữa. Morgana là một nữ phù thủy, này cậu gì kia mau ra khỏi đó nguy hiểm lắm ám dạ sát thủ kia hét lên nhưng lạc tú bây giờ có hơi mông lung anh đang suy nghĩ bí cảnh này có dụng ý gì hơn nữa không phải lạc tú không cảm nhận được mà là những thứ trước mắt này anh không hứng thú vậy nên cứ cúi đầu suy nghĩ không hề quan tâm tới những người kia nhưng mà hiển nhiên sự tấn công của morgana đã làm cự long nổi giận lần nữa sau đó con rồng lại thở ra lửa hơi thở lần này rất mạnh sóng nhiệt nóng ập tới sa mạc như muốn tan chảy nó xoay đầu phát hiện dưới chân có một con người điều này càng khiến con rồng mất đi lý trí thứ côn trùng này mà cũng dám cả gan thử thách uy nghiêm của long tộc ư con rồng nổi điên nhấc cái chân khổng lồ của mình lên dẫm về phía lạc tú lạc tú vốn đang suy nghĩ sắp thông đột nhiên trên đầu u ám tiếp đó là một cái móng chân ập tới lạc tú cau mày Ôi, người này đáng thương quá. Morgana và những người khác đều nhìn Lạc Tú một cách thương hại. Cũng không biết ở đâu ra, nhìn có vẻ là người phương đông, nhưng bây giờ anh ta chết chắc rồi. Vừa rồi chắc anh ta sợ lắm, vậy nên mới không chạy đi, nhưng mà bây giờ thì toi mạng rồi. Không ai có thể sống sót bỏ ra dưới vuốt con rồng Sigo này. Lạc Tú vừa ngẩng đầu, cao mày nhìn vuốt rồng, chốc lát nổi hứng lên, thằn lằn muốn dẫm tao à chương 362, bị đánh bầm dập. Phuốt của con rồng dáng từ trời xuống, to bằng một chiếc xe tải hàng. Rồng của phương Tây đều là biểu tượng của sức mạnh và tội ác, đây là có nguyên nhân cả, bởi vì chúng quá mạnh. Sự cứng cáp của cơ thể và sức mạnh của chúng đạt đến độ biến thái, những người chơi cấp vip kia dùng hết sức cũng không cách nào rút được phải rồng, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Hơn nữa chốc chốc nó lại thở ra hơi rồng, càng làm người ta không dám manh động, một khi bị phun chúng thì chết là cái chắc. Giờ phút này nó mang theo khí thế như sắp hủy thiên diệt địa, con rồng này đang muốn đại khai sát giới với Lạc Tú. Nhìn móng vuốt đang đáp xuống đầu mình, Lạc Tú cũng nổi lửa giận. Trước giờ chỉ có anh dẫm người khác, chưa một ai dám làm ngược lại với anh, rồng phương Tây cũng biết cửa. Vậy nên Lạc Tú đá một cước lên trên. Đùng tiếng gầm thét trời của con rồng chấn động cả một góc trời, khiến cát vàng nổi thành bão cát, gió cát mù trời. Ôi, anh ta toam chắc rồi, thật đáng thương, đúng là xui xẻo mà. Clark làm dấu trước ngực, như thể đang cầu nguyện cho lạc tú. Một cú giấm của con rồng này chắc chắn phải máu thịt lẫn lộn ấy chứ. Nhưng sau đó, trong mịt mù gió cát, họ kinh ngạc phát hiện con rồng kia đã ngã xuống, nghiêng về một bên. Nhất thời đùng một tiếng, cát vàng lại mịt mù, che hết tầm nhìn, mấy trăm người ở xa đang hóng chuyện cũng bất ngờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, mấy người đang ở gần đó, ví dụ như nữ phù thủy Morganan, đột nhiên há hốc miệng, sắp vừa cả một quả trứng gà. Ôi trời ơi, anh ta không chết ư, Morgana kêu lớn. Trời, tôi vừa nhìn thấy gì đây, thánh kỵ sĩ Clark không dám tin. Trời đất, sao như thế được, anh ta sống sót được ư. Sát thủ ám giả cũng kêu lớn, không ai dám tin vào mắt mình. Con rồng đó đã bộc phát, vừa rồi một đạp đó của nó thế mà lại bị một luồng sức mạnh cực lớn thổi tung con rồng đó không hề ngu ngốc chút nào ngược lại rất linh hoạt như mèo vậy sau khi ngã xuống nó lập tức đứng lên lại nhảy một phát phun hơi lửa vào mặt lạc tú mau chạy đi clack hét lên nhưng đã muộn hơi thở của rồng đã phun ra từ mũi mẹ nó nhân từ với mày quá phải không lạc tú chửi ầm lên phun nước mũi khe tao đấy à lạc tú thoát biến một cái tránh khỏi luồng hơi thở của rồng nhảy mạnh lên đấm một cú vào cằm của rồng Bốn phía ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu Lạc Tú đang nói gì, nhưng nữ phù thủy có ở Trung Quốc vài năm, vậy nên hiểu được. Trời ơi, anh ta đang nói gì vậy? Nước muối, Morgana ngây ra. Thật ra nói nó là nước muối cũng đúng, dù gì cũng từ mũi mà ra. Nhưng ai dám chứ? Hơi thở của rồng mà nói là nước muối. Nhưng Lạc Tú lại có gan nói, hơn nữa còn đánh lại. Bốp tia lửa tung tóe, Lạc Tú đánh thật mạnh vào cằm con rồng, con rồng lại nằm vật ra đất. Khiếp, tôi vừa nhìn thấy gì đấy. Lần này, câu nói này không phải là Clark nói, mà là những người đang đứng đằng xa kia nói. Anh ta đánh sấp mặt con rồng đó à? Oh my god, mắt tôi không làm sao đấy chứ? Có người cảm thán. Đó là chuyện mà những người chơi cấp vip phương Tây như họ không làm được đấy, bây giờ lạc tú lại giải quyết được ư. Clark vốn dĩ tính đến giúp đỡ, nhưng vừa nhìn trận thế này thì nhất thời cũng từ bỏ, ngoan ngoãn đứng im, không dám bước tới. Quá đáng sợ. Hơn nữa còn chưa kết thúc, không những đánh con rồng ngã ra đất, Lạc Tú còn bước tới đá mạnh vào đầu con rồng. Dám phun nước mũi vào mặt anh, sao anh tha cho nó được? Ít nhiều gì anh cũng là tiên tôn đấy. Tia lửa bắn tứ tung, phải rồng văng khắp nơi. Trời ơi, tôi lại thấy gì nữa đây? Morgana cứng đờ cả người. Con rồng khổng lồ ấy đang bị đánh à? Sao lại như thế được? nhưng chuyện đó lại tiếp tục xảy ra như thế đó con rồng đương nhiên không chịu để yên cho lạc tú đánh nó đập cánh một cái lật người dậy muốn bay lên trời sau đó phun hơi thở với lạc tú nhưng vừa bay lên nó lại bị lạc tú túm lấy đuôi lạc tú nặng bao nhiêu mà có thể kéo con quái vật này được đây là điều không thể nhưng con rồng ấy đang bị anh kéo lại thật lại còn rất nhẹ nhàng lạc tú kéo đuôi con rồng sau đó quay mạnh một phát anh quật con rồng ngã dạp xuống. Đùng, cát vàng lại bay tứ tung. Mọi người đều ngơ ngác, chờ ra mà nhìn. Chúa ơi, anh ta là chiến thần à? Clark chỉ biết chờ mắt nhìn. Quá đáng sợ, quá khó tin. Nhưng tiếp theo đó, chuyện khó tin hơn đã xảy ra. Lạc Tú nắm lấy một bên cánh của con rồng, sau đó dùng sức. Toạc, tiếng động chói tai vang lên, khiến những người đứng ở xa cũng phải căng ra đầu. Áo, con rồng kêu thất thanh không một ai không khỏi bằng hoàng. Máu đỏ vương vãi khắp sa mạc, chỗ nào cũng có, máu rồng quá đỗi chân quý, nhưng bây giờ lại đang tuôn chảy như thể không là gì. Mọi người xót hết cả ruột, có hơi đáng tiếc cho một thiên vật thế này. Nhưng không ai dám lên trên, bởi vì nhiệt độ máu rồng quá cao, như dung nham, cả sa mạc như tan chảy, quan trọng là cảnh tượng trước mắt như hai thiên thần đang đánh nhau. Sự hình dung này thật ra không chuẩn lắm, Nghiêm túc mà nói là một thiên thần đang đè đầu rồng khổng lồ ra đánh. Nhưng chiến đấu kiểu này quá đáng sợ, không ai dám tới gần. Vì một khi chịu đánh đến một mức nào đó thì không chết cũng bị thương, mấy người chơi cấp VIP kia đều rút khỏi chiến trường, tránh thật xa. Con rồng cũng biết sợ, nó vấp một bước đứng dậy, lắc lư bỏ chạy. Con người này đáng sợ quá, nó không phải đối thủ. Không chạy thì chết tươi ở đây mất. Con rồng quên cả tôn nghiêm của long tộc muốn chạy à lạc tú vừa quay đầu con quái vật này rất khôn tốc độ cũng nhanh đã chạy ra thật xa nhưng lạc tú vẫn chưa hết giận mày muốn chạy đi đâu hả con rồng kia thế là chuyện khiến bao cao thủ phương tây ở đây ám ảnh đã xảy ra hoặc có thể nói đã xảy ra chuyện chưa bao giờ xảy ra trước kia chỉ có rồng rượt người nhưng hôm nay lại đảo lộn lịch sử một người đang rượt theo rồng chúa ơi thế giới này điên rồi sao anh ta đang muốn đổ sát con rồng à. mươi 363, kiếm chọc trời chưa bao giờ họ thấy rồng bị rượt đánh cả. Nhưng bây giờ cảnh tượng đó đang diễn ra đấy. Lạc tú chạy sát theo con rồng, máu rồng nhuộm đỏ mặt đất, sa mạc, không khác gì một bồ dung nham. Lạc tú điên cuồng rượt theo, khí thế không thua gì một con hung thú thời viễn cổ, anh đang rượt đuổi một con rồng khổng lồ, không khác gì một thiên thần giáng lâm, lúc này đang trừng phạt loài thần lằn không nghe lời đây không phải miêu tả, mà sự thật là như vậy. Quá tàn bạo và hung hãn, lạc tú cuối cùng cũng đuổi tới, lại giật lấy đuôi con rồng. Trong mắt con rồng ánh lên sự sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Áo con rồng kêu gào, cố gắng dùng chân bấu víu mặt đất, đất cát lại ảo lên. Nhưng sức lực của con người phía sau quá lớn, sức mạnh mà nó luôn tự hào trước mặt con người này lại yếu không khác gì một đứa trẻ, sức phòng ngự mà nó tự tin giờ đây mỏng như một trang giấy. Lạc Tú dồn sức, kéo lấy đuôi con rồng, lại ném bay con rồng lần nữa, rồi đập mạnh xuống đất. Sau đó Lạc Tú xông lên, chế ngự đầu rồng. Trong mắt người khác, đó là một con rồng lớn, hung mãn tàn bạo, vô pháp vô thiên. Nhưng trong mắt Lạc Tú, nó chỉ là một con thần lằn, vậy nên Lạc Tú muốn giết nó. Những văn tự bùa chú trên người Lạc Tú đang lấp lánh, những văn tự đó vừa cổ vừa huyền bí, mỗi một văn tự như đang tế cáo đất trời có sức mạnh mạnh nhất từ cổ đến giờ thái hoàng kinh chuyển động điên cuồng trong cơ thể lạc tú như đang rong ruổi trên biển khơi toạc một đầu rồng bay cao lên trời máu đỏ tung cao trong mắt lạnh lẽo ngập tràn sự tuyệt vọng nó chết ngay khi đó máu thịt xương gân toàn bộ đều đứt đoạn cái đầu rồng vụt lên trên không rồi lại rơi mạnh xuống đập xuống đất một tiếng nặng nề cát vàng mờ mịt tư thái như thần tựa quỷ của lạc tú vẫn không lu mờ cho dù đang đứng trên đất bằng, nhưng vẫn có cảm giác như đang đứng trên đỉnh ngôi sao, nhìn xuống non nước nhìn trùng. Những người chơi cấp VIP của phương Tây đau hết cả đầu, không dám nói câu nào, ngây ra tại chỗ. Mấy trăm người khác cũng há hốc miệng đứng đó. Đúng là đồ sát thật. Không còn là sức người nữa. Người phương Đông này quá mạnh, lại còn tay không vặt đầu rồng, quá đáng sợ, quá tàn bạo, chiêu thức quá hung hãn. Tay không xé xác rồng anh xem nó là bánh mì hay sandwich vậy đó là chuyện mà đám cấp viếp phương tây không làm được nhưng bây giờ lạc tú lại xử lý dễ như vậy im ắng bốn bề không một tiếng động mọi người đều nhìn theo bóng dáng của anh có sợ hãi có sùng bái nồng nhiệt anh quá mạnh nhưng gần như đồng thời ầm um, ầm um, ầm um. cát bụi tung bay mặt đất sung chuyển gió lộng giết tai bầu trời đằng xa hiện lên một cái bóng lớn một con rồng lớn hơn đang tới. Không chỉ một con mà là năm con, to như nhạc sơn. Hiển nhiên là việc lạc tú giết đồng loại của chúng đã tới tai chúng. Toi rồi, Clark hốt hoảng. Con rồng vừa nãy vẫn chưa thành niên, tuy rằng rất mạnh nhưng không thể nào bằng với rồng đã thành niên. Nếu trong hiện thực, một hơi thở của rồng thành niên cũng đủ hủy diệt cả một thành phố lớn. Không khác gì mấy với bom hạt nhân loại tiểu. Bây giờ lại còn tới năm con. Mau chạy đi. Mau lên, Clark hét to với lạc tú. Anh ta nghĩ lạc tú tuy có thể giết rồng nhưng đó chỉ là một con rồng con, vẫn chưa thành niên. với một con rồng khổng lồ đã thành niên thì làm gì có cách nào chống lại được. vì như thế thì quá khủng khiếp. uy lực khủng khiếp của loài rồng khiến đám Clark run sợ, họ muốn bỏ chạy nhưng bước chân như không thể nào thoát ra được cả người vô lực. sức áp bức không phải từ tâm lý mà là hiện hữu. thôi chết rồi chết tới nơi rồi, sắp toi rồi. Mà cả rồng kêu lên, anh ta sợ chết khiếp. Đó là năm con rồng thành niên đấy, đừng nói năm con, chỉ cần một con thôi họ cũng sẽ bị nghiền chết, không thoát được. Bây giờ đến đủ năm con, với họ mà nói chính là ngày tận thế. Chết rồi, chết thật rồi, thánh kỵ sĩ Clark để lộ nét bất lực. Nữ phù thủy Morgana cũng vậy. Những sát thủ khác cũng vậy, họ tuyệt vọng khôn cùng. Lạc Tú cũng cảm nhận được, cát dưới chân đang rút ngược lại. Lạc tú cao mày, anh cũng không ngờ mình lại chọc nhầm tổ ong. Nhưng anh là ai chứ? Từng là tiên tôn cái thế, đừng nói đến loài thần lần này, rồng thật cũng bị anh xé xác rồi đấy. Vậy nên cho dù uy lực có mạnh cỡ nào, lạc tú cũng không sợ. Anh nở một nụ cười mong chờ. Nhân loại kia, người đáng chết, rồng khổng lồ nói tiếng người, phát ra tiếng gầm giận dữ, chấn động đến mức nhiều người choáng váng. Đây là sự chèn ép trên mức độ sinh mệnh, khiến người ta sợ hãi, giống như chó săn thấy cọp, sẽ sợ đến mức không dám động đậy, quặp chặt đuôi vào. Đây là chuyện không cách nào từ chối được. Nhiều người mềm hoạt chân ngã ra đất, không đứng dậy được. Nhưng Lạc Tú lại cười khẩy một cái, cũng không đáp lời, mà đi nhanh về phía trước. Lạc Tú đưa tay ra dưới sự kinh hãi của mọi người. Thái Hoàng kiếm tới đây. Phốc, hư không dung chuyển, sau đó rách toạc một thanh kiếm lớn xuất hiện khiến cả thế giới chấn động theo thanh kiếm lơ lửng như thể có sức mạnh phi tiên năm con rồng thành niên thế này đương nhiên với sức của lạc tú bây giờ không thể giết hết được nhưng không đồng nghĩa với lạc tú không có cách giết năm con rồng này thái hoàng kiếm vừa xuất hiện sao trời như vần vũ trong mắt lạc tú có vạn vật đang sinh sôi rồi vụt biến mất lạc tú đưa tay nâng thái hoàng kiếm lên khoảnh khắc này anh như được về lại với thủa khai thiên lập địa, hủy diệt vạn tộc mà không sợ thua. Mọi người gặp anh đều phải quỳ dạp dưới chân tiên tôn tuế nguyệt. Đó là khí phách xem thường trời đất vạn vật, nắm giữ sống chết của hàng vạn sinh linh. Kiếm chỉ về hướng nào thì máu chảy thành sông hướng đó, xác chết chất thành đống. Một luồng sức mạnh cực lớn truyền vào cơ thể lạc tú, lạc tú bay lên trên không. Giết! Đất trời xám cho một màu. Trong mắt mấy trăm người phương Tây, một luồng sáng hình trụ được phóng ra. Gừ, một hơi thở rồng cực lớn phóng tới, nhưng hơi thở của rồng lại bị luồng sáng kia chặt làm đôi, luồng sáng vàng ấy sau đó tung hoành trên không, khí thế mạnh bạo, đáp thẳng xuống đầu một con rồng khổng lồ. chương 364, kẻ sát rồng. Một kiếm này có thể khai thiên, tách địa. Luồng sáng đó chính là kiếm khí. Kiếm khí tỏa ra khắp nơi, sông thẳng lên trời. Giống như có thể chia trời đất làm đôi cột sáng và một con rồng gặp nhau, như đang thái đậu phụ, phút chốc sẽ làm đôi con rồng ấy. Đùng con rồng rớt xuống, đất trời rung chuyển, máu chảy thành dòng, không khác gì núi lửa phun trào, dung nham thi nhau tràn ra. Ôi chúa ơi! Anh ta là thần linh à! Đám người phương Tây khó hiểu, mọi người đều kính phục tư thái vô địch đó. Một kiếm mà thôi, trực tiếp giết chết một con rồng. Nhưng chưa xong, một luồng sáng lại xuyên thủng đất trời, một kiếm vung lên, một con rồng lại rơi xuống. hai con rồng đã bại trận chỉ sau hai nhát kiếm vung. tất cả người phương tây như cạn kiệt sức lực. mẹ nó chứ, rốt cuộc là ai vậy? tại sao lại chưa nghe nói bao giờ? phương đông sao lại có một người mạnh thế này? vốn dĩ đám cấp viếp kia còn đang toàn tính giết vài cao thủ phương đông ở vòng tiếp theo, nhưng suy nghĩ này đã được dập tắt trong chốc lát. có một người thế này, ai dám đụng vào người phương đông chứ? con cuối cùng quay đầu bỏ chạy, nó sợ mất mật, đã không còn ý chí chiến đấu. Ai mới là rồng ở đây vậy? Sao nó có cảm giác mình là người còn kẻ kia mới là rồng vậy? Đáng sợ quá, người đáng sợ thế này xuất hiện từ khi nào vậy? Nó muốn về ổ rồng trốn, sau đó không ra ngoài nữa, thế giới bên ngoài nguy hiểm quá. Nó nên nghe lời mẹ. Nhưng muộn rồi, luồng sáng đằng sau đã ập tới với tốc độ quá nhanh. Nó không có thời gian để phản ứng nữa. Trong chốc lát nó đã bị xẻ làm đôi. Tình thế đảo ngược, xác năm con rồng vương vãi trên sa mạc như năm ngọn núi lớn. Cao thủ phương Tây ai nấy vừa chứng kiến vừa nuốt nước bọt. Sự cảm thán trong lòng họ đã đạt tới mức khó mà hình dung. Lạc Tú cầm kiếm rời đi, đi sâu vào sa mạc. Mọi người dõi theo bóng lưng anh, quá khủng khiếp. Vô địch. Từ đó trở đi, trong thế giới phương Tây của trò chơi này bỗng xuất hiện một thần thoại. Kẻ sát rồng, Lạc Tú đã về lại hiện thực, nhưng bên phía phương Tây đã nháo nhào. Kẻ sát rồng, này, người anh em, cậu chưa thấy phải không, người đó giết cả rồng, đáng sợ lắm, tay không xé sát rồng, sau đó xách một thanh kiếm dài thế này này, sau đó chém năm con rồng thành niên như chém thịt bò ấy. Có người đã chứng kiến cảnh tượng đó đang tán gẫu với bạn bên cạnh. Rồng mạnh tới cỡ nào trước mặt anh ta cũng như một đứa con nít. Trời ơi, cậu không thấy cảnh đó thôi, cứ như cuộc chiến giữa những vị thần, tưởng đâu Odin đến ấy. Sức mạnh của người đó phải vượt cấp thần ấy chứ, sẽ toạc cánh con rồng đó trong phút chốc cơ mà. Có người sáng cả mắt, vừa nói vừa miêu tả. Tôi không dám tin sao lại có người giết được rồng chứ. Nhiều người ở quốc gia phương Tây đều tham gia trò chơi đó đang thảo luận chuyện này thậm chí topic trên mạng cũng nhắc tới. Ít nhiều gì cũng là một truyền thuyết đấy. Hơn nữa lại còn là một cao thủ phương đông bí ẩn nữa. Phàm những ai thấy tận mắt mọi thứ đều bị khí thế của Lạc Tú làm ngạc nhiên. Kẻ sát rồng, phút chốc làm rung động cả phương Tây. Đủ kiểu tam sao thất bản và truyền thuyết, khắp nơi đều có. Nhưng cho dù là phiên bản nào, truyền thuyết nào thì cũng có một điểm chung, chính là người này mạnh đến vô thực, không được trêu chọc vào, đến cả Clark, sát thủ ba cấp, nữ phù thủy Morgana đều thừa nhận chuyện này, tuyệt đối không được chọc vào, nếu không chắc chắn sẽ nhận lại đại họa. Lạc Tú đương nhiên không biết những chuyện này. Lúc này anh đã về thế giới thật, chỉ là trời chưa sáng, cửa phôn anh đã có người gọi. Lạc Tú mở cửa, Thẩm Nguyệt Lan đang đứng bên ngoài. Thẩm Nguyệt Lan bày ra sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không biết tâm trạng gì, chỉ có thể thấy được có hơi buồn rầu. Anh họ Thẩm Tuấn Phong của con chết rồi thẩm nguyệt lan mở miệng nói một câu như thế lạc tú không bất ngờ chết trong trò chơi đó thì cũng chết bên ngoài thôi chuyện này lạc tú đã biết rồi con đến tang lễ với mẹ đi thẩm nguyệt lan đã mặc một bộ đồ đen mặc kệ nói thế nào thẩm nguyệt lan vẫn là người nhà họ thẩm nhà họ xảy ra chuyện thế này thẩm nguyệt lan đằng nào cũng phải đi mà cái chết của thẩm tuấn phong y hệt một quả bom nặng ký nổ tung nhà họ thẩm thẩm tuấn phong tuy rằng trông giống một thằng biến thái nhưng thế nào thì đều là người của đời thứ ba nhà họ Thẩm, tuy thường ngày hơi âm hiểm nhưng năng lực và xã giao rất xuất sắc. Bây giờ chết đột ngột như vậy, đương nhiên gia đình anh ta phải chấn động một phen. Thẩm Thiên Quân bật khóc tại chỗ. Đó là cháu trai của ông ta đấy. Sao lại chết tức tưởi thế này? Thẩm Thiên Quân và mọi người đương nhiên không biết chuyện gì, nhưng Thẩm Tuấn Trạch và nhiều người lại biết. Thẩm Tuấn Phong chắc chắn đã chết trong trò chơi kinh dị chỉ là không biết có chuyện gì. Nhưng nghĩ thì chắc Lạc Tú cũng gặp chuyện, dù gì thì cũng là do Thẩm Tuấn Phong đích thân ra tay. Thẩm Tuấn Phong lợi dụng trò chơi giết hẳn mấy người có quyền thế với nhà họ Thẩm mà chưa hề có sơ suất. Nhưng khi Lạc Tú và Thẩm Nguyệt Lan xuất hiện ở nghĩa địa, Thẩm Tuấn Trạch và đồng bọn lập tức mặt biến sắc, trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Trung chuyện N, Việt Nam. Hơn 100 người đang đứng đó, toàn bộ đều mặc đồ đen tiến Thẩm Tuấn Phong thi thể của thẩm tuấn phong đã hóa thành hộp cho cốt được cầm trong tay thẩm thiên quân và bố mẹ thẩm tuấn phong đều ngân ngấn nước mắt trông rất buồn rầu bố mẹ thẩm tuấn phong còn khóc lóc thảm thiết thẩm nguyệt lan đứng một bên thể hiện sự mặc niệm không hề nói gì cả thẩm tuấn trạch và đám người đi tới bên cạnh lạc tú em trai tôi chết thế nào thẩm tuấn trạch nhìn lạc tú đoán đi lạc tú cười khẩy nói cho tao biết em tao chết thế nào thẩm tuấn trạch có hơi bức xúc hừ anh hơi đề cao bản thân rồi đấy lạc tú cười khẩy lần nữa nhìn thẩm tuấn trạch với vẻ khinh thường được tao không cần biết nữa thẩm tuấn trạch lạnh lùng nhiên lạc tú nhưng mà tao muốn mày chết chung với em tao thẩm tuấn trạch uy hiếp cứ việc thử tôi hoan nghênh lạc tú không hề sợ thẩm tuấn trạch nói nghiêm túc anh ta chắc chắn sẽ bắt lạc tú trả giá Thẩm Tuấn Phong nếu không phải vào đó giết Lạc Tú thì sao lại chết? Mọi chuyện đều do Lạc Tú, tất cả là tại Lạc Tú hãm hại. N chương 365, Thẩm Thiên Quân. Tâm lý biến thái này của Thẩm Tuấn Trạch đúng là hết thuốc chữa. Lạc Tú không quan tâm lắm. Vở kịch nhà họ Thẩm này cũng nên thu lưới rồi. Tang lễ vẫn được tổ chức một cách chậm rãi, Lạc Tú lại nở nụ cười đứng bên vách ngọn núi, nhìn xuống cả thành phố dưới chân núi mây bay từng khoảng từng khoảng, thành phố dưới chân núi trông mới mẻ lạ thường, nhưng lại có chút nhòe mờ. Một ông cụ chậm rãi bước tới. Ông ta đã đến tuổi tứ tuần, nhưng nhìn vẫn rất minh mẫn, mặc trường sam dài màu đen, trông không để lộ biểu cảm nào. Lúc còn trẻ, một mình đến Yên Kinh làm việc, tạo ra nhà họ thẩm danh tiếng lấy lừng ở Yên Kinh, thời đại đó ông ta là điều hùng một phương, là một truyền kỳ, tuy giờ già rồi nhưng ba chữ thẩm thiên quân này vẫn có sức chấn động ở Yên Kinh bất kể là chính giới hay thương giới, còn có những nơi khác, ông ta đều có nhân mạch, có thế lực. Ở Yên Kinh, ông ta không dám xưng đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là một tay biết chiêu trò và thủ đoạn. Ít nhất bề ngoài ba chữ tên ông ta vẫn có sự ảnh hưởng nhất định trong nước, mỗi ngày từ các tỉnh sẽ đều có người đứng đầu các tổ chức đến xếp hàng chờ cầu ông ta giúp đỡ, cầu xin ông ta. Thẩm thiên quân bước qua, đứng bên cạnh lạc tú, nhìn anh từ trên xuống dưới ông ta không bao giờ nhận thằng cháu nội này ông ta không thích con rể mình vì chính ông ta cũng đến từ một huyện nhỏ thân phận đó khiến ông ta gặp nhiều chế nhạo ở đây làm ông ta chịu rất nhiều bất tiện thiệt thòi vậy nên lúc đó ông ta thề con cháu ông ta đều phải là quý tộc phải xuất thân danh ra vọng tộc đây cũng là tại sao ban đầu họ xem thường ba lạc tú cậu đang xem gì thế thẩm thiên quân nói xem phong cảnh lạc tú không để tâm chút nào chỉ là một Thẩm Thiên Quân, không đủ để làm Lạc Tú xúc động. Anh họ cậu chết rồi, cậu lại ở đây ngắm cảnh ư? Thẩm Thiên Quân nói khá nghiêm túc. Anh họ tôi, Lạc Tú hỏi lại. Từ khi nào mà tôi có anh họ vậy? Sao tôi không biết? Tôi không phải người nhà họ Thẩm các người. Lạc Tú chậm rãi nói. Hừ, tôi không biết cậu có tự giác thế thật hay cố ý nói như thế. Thẩm Thiên Quân kiêu ngạo nói. Nhưng tôi tặng cậu một câu cửa nhà họ thẩm không đời nào mở cho cậu vào. Thẩm thiên quân rất tự phụ. Tôi không biết cậu ở lại yên kinh làm gì. Theo lý mà nói thì dù thế nào cũng nên để cậu đến, để tôi xem cậu thế nào, nhưng tôi thật lòng không muốn thừa nhận cậu là người nhà họ thẩm chúng tôi. Tôi sẽ không cho cậu phần vinh quang này. Thẩm thiên quân lắc đầu, ra điều ngạo mạn. Bây giờ đã là trung thu, khí trời hơi lạnh, nhưng lời nói của thẩm thiên quân còn lạnh lẽo hơn. Cậu ngắm cảnh, nhưng tôi lại đang ngắm Giang Sơn. Con trai nhà họ thẩm đều như vậy, thế nên chúng ta không giống nhau. Thẩm Thiên Quân khinh khi. Hiển nhiên đang nói lạc tú không bằng bọn họ. Giang Sơn của ông cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Mấy thứ cao xa ông cho là hay chỉ là đến từ một phía trong lòng ông thôi. Lạc tú chế diễu. Những kiểu phân tích tầng lớp xàm xí này lạc tú trải qua rồi, bây giờ lạc tú nhìn thế gian vạn vật chỉ là chúng như thế nào thì chính là như thế ấy. Vì anh đã ngạo nghễ với thế gian này từ lâu, đã chìm nổi với tư cách một kẻ cầm quyền sinh sát. Ông cho rằng tôi ở Yên Kinh chỉ để có ngày được bước qua thềm cửa nhà ông, là để nhận được chút lợi ích từ gia đình ông hay sao? Lạc Tú hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải ư? Thẩm Thiên Quân hỏi. Đồng thời ông ta càng khinh thường Lạc Tú. Nếu Lạc Tú đủ hào phóng thừa nhận thì ông ta sẽ nể tình thân mà cho Lạc Tú một món tiền hơi, sau đó Lạc Tú có thể cút được rồi nhưng lạc tú lại khẩu thị tâm phi như thế, vậy thì ông ta không thèm cho gì cả. Một đứa trẻ đi ra từ huyện thành, từ nhỏ sinh sống khổ cực, thậm chí làm bao cát chút giận cho những đứa trẻ đồng trang lứa. Làm lụng vất vả vì cuộc sống. Khi có một ngày đột nhiên biết được mình vốn sinh ra từ danh gia vọng tộc, hóa ra ra thế mình vừa mạnh vừa giàu. Tôi có thể tưởng tượng người đó lúc đó xúc động lắm, chắc chắn sẽ rất vui, sẽ vui mừng khôn xiết. Thẩm thiên quân chế diễu sau đó vội tới yên kinh hy vọng mình có thể đổi đời trở thành con cháu quý tộc sống một cuộc đời nhung lụa thẩm thiên quân lại nói kha kha ông tiếp tục đi lạc tú lắc đầu tôi muốn đợi nó phát hiện lúc mình không được quý tộc chấp nhận không được quý tộc nhận mặt thì ắt sẽ đau buồn lắm sau đó tìm đủ cách ở lại yên kinh phải chen chân vào bằng được thẩm thiên quân nói chỉ cần nó được bước vào nhà họ thẩm này được nhà họ Thẩm thừa nhận thì nó có thể không cần sống ở một căn nhà nhỏ mấy mươi mét vuông, có thể sống ở biệt thự. Chỉ cần vào nhà họ Thẩm, nó có thể lái xe sang, không cần ngồi xe buýt nữa, cũng không cần chạy tới chạy lui vì cuộc sống làm lụng vất vả. Thậm chí có thể lái xe sang về quê khoe khoang với bạn cũ, nhận được sự tôn sùng và yêu mến từ bạn bè. Thẩm Thiên Quân cười lắc đầu, trong mắt là vẻ không phục. Nhưng tôi muốn nói với nó rằng, những thứ này đều là hão huyền nhà họ thẩm sẽ không bao giờ cho nó những thứ đó. Thẩm thiên quân cười khẩy. Thế nên nhà họ thẩm rất hay ho à? Lạc tú hỏi ngược lại. Hừ, nhà họ thẩm không hay ho sao? Thẩm thiên quân nổi giận vì ngữ khí của lạc tú. Ve hè không sống ngày đông, ếch ngồi đáy giếng thì sao biết được đất trời rộng tới đâu? Thẩm thiên quân kiêu căng nói. Nhà họ thẩm là đẳng cấp mà cả đời này cậu không bao giờ mơ tới được, đừng nói là cậu, là đại đa số người trên thế giới này đều không đạt tới được chưa chắc đâu lạc tú phẩy tay nhà họ thẩm trong mắt tôi không là gì cả những gì ông nói tôi không còn ham muốn gì từ lâu rồi bởi vì những thứ đó với tôi không có chút giá trị gì lạc tú nhún vai xe xịn địa vị được người ta tôn kính nhà đẹp những thứ này có thứ nào mà lạc tú không có thậm chí còn có trước nhà họ thẩm từ lâu rồi kia nhà họ thẩm trong mắt Lạc Tú không là cái gì cả. Cậu nghĩ kỹ đi, tôi không muốn cậu vì vài câu nói mà tự trúc hỏa vào thân. Thẩm Thiên Quân thấy thái độ này của Lạc Tú, nhất thời cảm thấy Lạc Tú hơi bị vọng tưởng quá rồi. Thậm chí còn là vô tri, quá ư là vô tri đi mất. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 366, đợi đồ ăn. Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Lạc Tú khẽ nhướng mày lên tiếng hỏi nếu như cậu nghĩ vậy thì cũng không sai thẩm thiên quân kêu căng đáp lại nhà họ thẩm đối với cậu mà nói là một con quái vật khổng lồ thẩm thiên quân cười đáp cậu mãi mãi không thể nào cảm nhận ra được cảm giác một con rồng mang theo sự từ bi đứng trước một con kiến để nói những lời này với cậu ta bây giờ tôi đang có cảm nhận như thế thẩm thiên quân lại ngạo nghễ nói với anh đúng vậy tôi không thể hiểu được lạc tú lắc đầu cũng không buồn tranh cãi điều gì nữa nhà họ thẩm cũng tốt Thẩm Thiên Quân cũng được, so với những gia tộc ở tiên giới đứng sừng sững muôn đời không thay đổi thì sao? Ngay cả những gia tộc đó Lạc Tú cũng chẳng coi ra gì. Huống chi là nhà họ Thẩm. Cho dù Lạc Tú không ra tay thì Thẩm Thiên Quân có thể sống được bao lâu nữa? Nhà họ Thẩm lại có thể tồn tại trên thế giới này bao lâu? Thực sự không phải cùng một đẳng cấp. Đối với anh mà nói, nhà họ Thẩm giống như ánh bình minh chỉ lướt qua trong giây lát, mà Lạc Tú còn có buổi trưa buổi chiều ban đêm, thậm chí còn có ngày mai. Nhưng mà nhà họ thẩm thì sao? Chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi. Sự khác biệt này mới là khác biệt chân chính. Sự tranh lệch này mới là thứ mà cả đời này thẩm thiên quân cũng không thể với tới được. Thẩm thiên quân chỉ đứng ở trên ngọn núi này đang nhìn xuống dưới chân núi. Còn lạc tú thì đứng trên bầu trời quan sát vạn vật. Thẩm thiên quân chỉ là hiện tại đứng ở đây nhìn hôm nay, còn Lạc Tú thì đứng giữa thời gian không gian sừng sững quan sát muôn đời. Nếu như cậu cứ mê đắm không thôi thì tôi không ngại khiến cho cậu phải hối hận. Rời khỏi yên kinh đi, nếu hôm nay cậu không đi thì về sau sẽ không còn cơ hội đâu. Cậu sẽ được như ý nguyện, ở lại yên kinh mãi mãi. Tôi không biết Tuấn Phong bị làm sao nhưng mà nó không thích cậu, điểm này tôi đã tra ra được rồi, mỗi người nhà họ thẩm đều không thích cậu đâu. Thẩm thiên quân ngạo nghế mở miệng nói thẩm thiên quân yên kinh là nhà ông đấy à lạc tú chào phúng nói yên kinh thực sự không phải là của nhà họ thẩm tôi nhưng đối với cậu mà nói thì đúng là như vậy nếu như cậu không rời đi thì e rằng ba cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy thẩm thiên quân lại kiêu ngạo đáp lời lần này lạc tú không hề cảm thấy tức giận chút nào dù sao một con kiến uy hiếp anh nói rằng đây là địa bàn của nó anh sẽ tức giận với nó ư thẩm thiên quân vừa mới nói xong những lời này phía sau liền có mười mấy người mặc âu phục màu đen đi tới. Nhà họ thẩm không có tông sư nhưng lại là người của nội kinh đại thanh. Mười mấy người này chính là sức mạnh của nhà họ thẩm. Có sức mạnh này nếu như đối phó với người khác vậy thì có lẽ đúng là rất khó có thể ngăn cản được. Dù sao đây cũng là mười mấy người của nội kinh đại thanh. Sức mạnh lớn như thế, ngay cả gia tộc có tông sư cũng phải kiêng rẻ vài phần vì vậy nếu như muốn ra tay với ba lạc tú còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao đi đi ba tôi đang ở vịnh bàn long thông châu chúc các người may mắn lạc tú xua xua tay đi về phía thẩm nguyệt lan thẩm nguyệt lan đã định rời đi được tôi hy vọng cậu không hối hận thẩm thiên quân lộ ra sát khí lành lạnh ông ta là một thế hệ kiêu hùng từ trước đến nay luôn làm việc dứt khoát nếu như lạc tú đã nói như vậy thế thì thẩm thiên quân sẽ thật sự làm theo lạc tú hoàn toàn không để ý đến chỉ lôi kéo thẩm nguyệt lan rời đi rất nhiều người nhà họ thẩm trợn mắt nhìn theo anh sau khi lạc tú bước lên xe anh đã gửi tin nhắn cho trương đại sư bên kia trương đại sư trả lời tin nhắn đã sắp tới lúc rồi nghĩ ngợi một chút lạc tú lại gửi một tin khác xử lý hết nhà cửa nhà họ thẩm cho tôi trương đại sư đáp được một tiếng lập tức đi làm lạc tú thực sự muốn xem một chút lần này khi nhà họ thẩm hoàn toàn phát hiện ra chân tướng thì đám người thẩm thiên quân có sắc mặt thú vị ra sao sau khi lạc tú rời đi vậy mà thẩm thiên quân đúng là phái người đi thật hơn nữa không phải là một người một lần đã phái đi tất cả cao thủ ông ta muốn đánh đòn phủ đầu khiến cho kẻ cuồng vọng như lạc tú hiểu rõ có một số việc thẩm thiên quân ông ta không phải không làm được ông ta muốn khiến cho lạc tú hối hận hối hận sâu sắc mười mấy cao thủ kia gần như lập tức lên đường vé máy bay đã đặt xong xuôi lập tức bay tới hải đông sau đó chạy tới thông châu kiểm tra một chút quả nhiên ba lạc đang ở biệt thự tại vịnh bàn long thông châu tuy rằng những người này có chút kỳ quái nhưng đây không phải là nhiệm vụ của bọn họ nhiệm vụ của bọn họ là giết chết ba lạc thẩm thiên quân chính là kẻ nhẫn tâm và vô tình như vậy nếu không cũng sẽ không trở thành một thế hệ kiêu hùng mười mấy người này trực tiếp chờ đợi đến buổi tối trèo tường đi vào với thân thủ của mấy người này trèo tường đi vào tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay sau khi điều tra một chút liền tìm thấy chỗ ba lạc đang ở trong khoảng thời gian này ba lạc rất kỳ lạ chủ yếu là người bảo mẫu mà lạc tú tìm cho ông bảo mẫu này thực sự rất kỳ lạ trông khá là xinh xắn giống như một cô gái linh hoạt nhưng mà lại không thích nói chuyện hơn nữa đúng là giống như nha hoàn cổ đại hầu hạ lão ra vậy quả thực coi quy củ còn quan trọng hơn tính mạng mình ví dụ như nấu xong đồ ăn ông bảo cô ta ngồi xuống cùng ăn cô ta tuyệt đối sẽ không nghe lời ngồi ăn cùng ông hơn nữa ba lạc cảm thấy điều quái lạ nhất chính là bất kể ông có nói cái gì với cô bé này thì cô nhóc đều không nói câu nào cả điều này khiến cho ba lạc cảm thấy liệu có phải lạc tú đã tìm người câm hay không Càng kỳ quái hơn nữa là cô bé này mỗi khi không có việc gì làm thì cứ đứng ở cửa giống như một tên ngốc. Thời gian lâu dần, ba lạc thật sự không kiềm chế được muốn dẫn cô bé này đi bệnh viện kiểm tra một chút xem có phải đầu óc nó có vấn đề gì hay không. Bởi vì có đôi khi nửa đêm khuya khoát vẫn còn đứng ở cửa giống như thần giữ cửa không bằng. Điều này khiến cho ba lạc rất nhiều lần không đành lòng nhưng mà có khuyên như thế nào thì cô bé kia vẫn không chịu nghe lời. Thời gian trôi qua, Ba Lạc cũng liền lười để ý tới. Dù sao khi ông gọi điện cho con trai mình thì thằng nhóc thối tha kia cũng chỉ đáp một câu, mặc kệ cô ta đi. Buổi tối hôm nay, cô bé kia lại đi ra cửa đứng. Quả thực so với binh lính biên giới đứng gác còn chấp nhất nghiêm túc hơn, không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy. Mười mấy người kia tới đây, trực tiếp đi tới căn biệt thự mà Ba Lạc đang ở. Đây là tòa biệt thự tốt nhất ở vịnh Bàn Long, có hồ lớn trước cửa hơn nữa còn được bao quanh căn nhà, cực kỳ thu hút ánh nhìn người khác. Cả đám người tới đây, vừa hay gặp được Huyết Thi Vương đang đứng ở cửa. Huyết Thi Vương bị hạ mệnh lệnh, bình thường không được phép ra ngoài kiếm ăn, vì vậy đã đói bụng quá lâu rồi. Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên nhận được lệnh nếu đêm nay có người đến thì có thể ăn chúng. Thế nên trong lòng Huyết Thi Vương hôm nay cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi. Nó đã ra cửa mong chờ từ rất sớm. Mãi đến giờ phút này, cuối cùng cũng đã chờ đợi được những kẻ này tới đây. Cô bé, đây là nhà họ lạc phải không? Người dẫn đầu kia là một võ giả nội kinh đại thành. Cũng coi như có chút danh tiếng, giờ phút này nhìn thấy huyết thi vương đứng trước cửa liền tùy tiện hỏi han. Dù sao thì đối với bọn họ mà nói, chỉ là một cô bé mà thôi, nếu muốn giết thì cứ giết thẳng tay là được. chương 367, ăn người. Mười mấy tên cao thủ nội kinh đại thành đã vây quanh đây. Đặc biệt là tên dẫn đầu kia, nhìn thoáng qua cô gái ở cửa, trong lòng hơi do dự một chút. Nếu như đây là nhà họ Lạc, vậy thì cô gái này cũng không cần phải giữ lại làm gì. Dù sao để lại một phiền toái thì chi bằng trực tiếp giết chết còn hơn, cũng chỉ là giết thêm một người mà thôi, đối với bọn họ mà nói thực sự không tính là gì. Nhưng sau khi tên cầm đầu hỏi xong, cô gái trông có vẻ hơi ngu ngơ kia bỗng dưng hai mắt toát ra thần thái hoặc nói chính xác hơn là trong hai mắt bỗng nhiên lộ ra ánh sáng xanh chói lọi huyết thi vương lau nước miếng bên khóe miệng mở miệng nói các ngươi chính là đồ ăn mà chủ nhân nói à đồ ăn đồ ăn gì cao thủ nội kình dẫn đầu của nhà họ thầm hơi nhíu mày cô gái này sao lại hỏi một đằng trả lời một nẻo thế đại ca chúng tôi hỏi cô đây có phải là nhà họ lạc hay không phía sau có một người bất mãn mở miệng nói Tốt nhất cô hãy trả lời phải hay không phải. Cô cũng nhìn ra được rồi đấy, chúng tôi không phải người thường. Cả người tên kia tản ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Phải, huyết thi vương thành thật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía mười mấy người kia bằng ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Các người là đến tìm người nhà họ lạc à. Dù sao cô cũng sắp chết rồi, cứ nói cho cô biết vậy. Chúng tôi thật sự đến tìm nhà họ lạc, tên đàn ông cao to dẫn đầu ngạo nghễ mở miệng nói vậy thì đúng là tốt quá rồi, tôi đói bụng lâu lắm rồi. Huyết thi vương lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia sao mà trông ghê giận quá. Thật tốt quá, cô ta đói bụng lâu lắm rồi. Lẽ nào cô gái này vẫn luôn bị nhà họ lạc ngược đãi không cho ăn cơm ư? Người dẫn đầu hơi bất ngờ nghĩ vậy, nhưng mà ngay sau đó một luồng khí âm hàn đã đánh úp lại, lông mày anh ta nháy mắt đã kết thành một tầng băng xương. Tứ chi lập tức có cảm giác bị đông cứng lại trời vẫn đang mùa thu, sao lại có khí lạnh như vậy chứ? Tên cầm đầu vừa mới định chuẩn bị động thủ thì một bóng người đã nhào về phía anh ta. Ngay sau đó cuối cùng anh ta cũng đã biết tại sao cô gái này lại nói đến đồ ăn rồi. Bởi vì cái miệng cô ta há to, trực tiếp ngoạm một miếng trên mặt anh ta. Sang nhanh nhọn hoắt nháy mắt đâm thủng làn da anh ta. Trước kia huyết thi vương kiếm ăn vẫn rất kén chọn, nhưng mà nó thật sự đã đói bụng lâu lắm rồi đặc biệt là nhìn ba lạc tú sống sờ sờ trước mặt mỗi ngày đi qua đi lại trước mắt nó, loại dụ hoặc này khiến cho nó nhận đủ giày vò tra tấn mỗi ngày. Nhưng mà trên người nó bị lạc tú hạ cấm chế, căn bản không động vào ba lạc tú được. Có điều nó thực sự đã đói mở mắt rồi, hiện tại kiếm ăn hoàn toàn không kén chọn nữa. Sau tiếng xé toạc hung hăng của huyết thi vương, tên cầm đầu kia thét lên một tiếng, da mặt anh ta đã bị xé ra. Mà huyết thi vương bên kia lại giống như đang gặm da heo, vừa ăn vừa ngấu nghiến chuẩn bị cắn miếng thứ hai lúc này cuối cùng đã có người phản ứng lại hung hăng đấm một quyền lên người huyết thi vương mang theo nội kình cường đại có thể đấm xuyên qua tường đá nhưng mà đáng tiếc huyết thi vương đang treo trên người tên cầm đầu kia một quyền này đối với nó căn bản chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả nó lại cắn một miếng nữa trên cổ tên cầm đầu cảnh tượng này khiến cho người ta nổi gai ốc mười mấy tên cao thủ nội kình đều bị dọa sợ giết người bọn họ đã từng thấy bọn họ cũng đã giết người. Nhưng mà ăn người, loại chuyện này trông có vẻ thật sự dọa người. Có mấy người muốn ra tay nhưng mà huyết thi vương vung tay lên một cái, mấy người đó nháy mắt đã hoàn toàn đông cứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết thi vương ở đó từ từ hưởng dụng. Người chịu tra tấn cuối cùng vẫn là người kia, bởi vì anh ta vẫn luôn trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị ăn, giờ phút này trời đã sắp sáng. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy chuyện này là thẩm thiên quân chuyện bé xé ra to giết người bình thường thôi mà, vậy mà lại phái mười mấy cao thủ nội kinh. Nhưng mà hiện tại anh ta đã hiểu ra đây là đi tìm cái chết, hơn nữa còn là chết một cách khủng bố dị thường. Huyết thi vương vừa nhai xương kêu rồm rộp vừa chậm rãi đi đến trước mặt anh ta, khuôn mặt mang theo cảm giác hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Sau đó nó cắn một miếng trên đôi mắt anh ta. Mà ở Yên Kinh, sau khi kết thúc tang lễ, ngày thứ ba nhà họ thẩm liền bắt đầu phát thiệp mời bởi vì đại thọ của thẩm thiên quân đã tới vốn dĩ đại thọ này còn có thể tổ chức vui vẻ nhưng mà cái chết của thẩm tuấn phong ít nhiều gì cũng khiến cho nhà họ thẩm có chút không vui lắm có điều chuyện này vẫn cần phải làm với đầu óc của thẩm thiên quân đại thọ thế này chắc chắn không phải tùy tiện tổ chức phô trương sau đó khoe khoang khắp nơi mà chắc chắn là có lợi ích thực tế ví dụ như ông ta đã tự mình đưa tận tay thiệp mời cho trương đại sư ông ta muốn mời nhà giàu số một tới nhà ông ta làm khách Rõ ràng đây là đang mượn sức để thăng tiến lên vị trí nhà giàu số 1. Mà đồng thời còn nhờ vào quan hệ, tặng một tấm thiệp mời cho thiếu niên Tông sư đứng đầu Thiên Long bảng kia. Lạc Tú nhìn tấm thiệp mời trong tay, không khỏi cảm thấy buồn cười, e rằng Thẩm Thiên Quân có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, người mà Thẩm Thiên Quân hết sức cực khổ luôn không ngừng lôi kéo lại chính là Lạc Tú anh. Lạc Tú ném hai tấm thiệp mời sang một bên, sau đó đi ra ngoài giờ phút này thẩm nguyệt lan đang cau mày ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suy tư trầm ngâm dù sao bà cũng là con gái của thẩm thiên quân hẳn là nên đi tới bữa tiệc đại thọ của ông ta nhưng mà quan hệ của bà với nhà họ thẩm thật ra chỉ tồn tại trên danh nghĩa hơn nữa bà cứ cảm thấy mình không sống được mấy ngày nữa bà đang do dự liệu có cần đưa lạc tú ra ngoài giải sầu sau đó rời khỏi yên kinh đây là nơi bà lớn lên nhưng mà bà không muốn chết ở chỗ này làm sao vậy mẹ? Mặt mũi cao có sắp thành nếp nhăn rồi kìa. Lạc Tú trêu chọc nói. Mẹ vẫn còn trẻ lắm nhé. Thẩm Nguyệt Lan liếc mắt nhìn Lạc Tú một cái. Mẹ đang nghĩ rốt cuộc đại thọ của ông cụ mẹ có nên đi hay không? Thẩm Nguyệt Lan thở dài một hơi, vẫn đang do dự. Đi chứ, có một số việc cũng nên kết thúc rồi. Lạc Tú mở miệng nói. Đương nhiên Lạc Tú nói kết thúc là một ý khác. Mà Thẩm Nguyệt Lan cũng cảm thấy thực sự nên như vậy, bà và nhà họ thẩm cũng thật sự nên kết thúc tất cả mọi chuyện. Có một số việc không có đúng sai, nhưng mà đang ở trong đại gia đình như vậy, giữa bà và người nhà họ thẩm thật ra càng nhiều chỉ là một loại danh phật, để nói đến tình thân thì căn bản là không có. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện giữa bà và ba lạc tú, còn cả chuyện bà nằm viện. Bà không phải kẻ ngốc, chuyện ba của mình và anh cả lúc trước đã lợi dụng lạc tú để ép buộc bà giao ra sản nghiệp, khiến cho thẩm Nguyệt Lan thực sự rất thất vọng buồn lòng cuối cùng Thẩm Nguyệt Lan quyết định vẫn nên đi một chuyến thì hơn. Vừa hay đúng lúc này lại có người gõ cửa. Lạc Tú mở cửa, là Lý Giai Di. Vốn dĩ Lạc Tú cho rằng Lý Giai Di là tới tìm Thẩm Nguyệt Lan. Kết quả Lý Giai Di lại đi tới tìm mình. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Chúng ta, Lạc Tú nhíu mày giống như chẳng có gì để nói với Lý Giai Di nữa cả. Các con nói chuyện với nhau đi, thật ra tâm địa con bé Giai Di này không xấu đâu. Thẩm Nguyệt Lan ở bên cạnh sen vào, một chương 368, khinh thường. Trong quán cà phê, Lạc Tú ngồi đối diện với Lý Gia Di, hai người thoạt nhìn tựa như một đôi tình nhân. Lý Gia Di hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời trước. Tôi hy vọng anh có thể rời khỏi Yên Kinh. Lý Gia Di nói, cô ta làm như vậy không phải là vì Lạc Tú, mà vì gì Nguyệt Lan. Cái chết của Thẩm Tuấn Phong khiến cho toàn bộ thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm đều đổ hết trách nhiệm lên người Lạc Tú rõ ràng chuyện này đối với mấy người trẻ tuổi nhà họ thẩm không thể nào tính như vậy được chuyện này không liên quan gì đến cô lạc tú đáp lại anh tiếp tục ở lại đây thì anh sẽ chết lý giai di rất bình tĩnh nói ra những lời này nhưng cũng vô cùng chắc chắn mặc kệ lạc tú và lê mỹ tư có quan hệ gì với nhau cũng không quan tâm tại sao lạc tú lại có nhiều cô gái yêu thích như vậy nhưng chỉ cần anh ở yên kinh thì người trẻ nhà họ thẩm sẽ không từ thủ đoạn để tìm cách giết chết anh nếu như anh chết ở đây thì dì nguyệt lan sẽ đau lòng nhường nào thế nên hy vọng anh hãy suy nghĩ kỹ càng vì dì nguyệt lan lý giai di bất đắc dĩ mở miệng nói đây coi như là cô đang đến khuyên tôi hay là tới cảnh cáo tôi lạc tú cười khẽ anh muốn hiểu thế nào cũng được lý giai di đặt tách cà phê xuống ha ha lý giai di ơi là lý giai di cô có biết không rốt cuộc cô đang nói những lời gì với tôi vậy chứ lạc tú bỗng nhiên bật cười khẩy khiến cho nhiệt độ cả quán cà phê dường như lập tức giảm đi mấy độ tôi biết có lẽ trước kia chúng tôi đều đã xem thường anh nhưng so với nhà họ thẩm thì lạc tú à anh thực tế một chút đi trước đó tuy rằng thế hệ thứ ba nhà họ thẩm vẫn luôn có ý công kích anh nhưng đó đều là hù dọa đánh qua loa không hề thật sự dùng hết thực lực nhưng mà lần này thì khác bọn họ thật sự làm tới cùng không cần biết anh là cấp bậc nào ở trước mặt nhà họ thẩm anh không thể nào thay đổi được gì hết bởi vì thật sự không thể nào dây vào bọn họ được lý giai di khuyên nhủ anh rất lý trí ha ha tôi không dây vào bọn họ được ư lạc tú lắc đầu lý giai di cô quá coi thường lạc tú tôi rồi đấy cũng quá coi trọng nhà họ thẩm lạc tú khinh thường nói trong mắt đầy vẻ coi thường nhà họ thẩm mà cô nói ở trước mặt tôi trong mắt tôi chẳng là cái quái gì cả tôi không thể trêu vào ở thế gian này vẫn chưa có thứ mà tôi không thể trêu vào đâu lạc tú nói nhưng lời này qua tai lý giai di khiến cho cô ta cảm thấy lạc tú đã điên rồi mặc kệ anh có bối cảnh gì anh có thể đối địch với nhà họ thẩm ở yên kinh hay sao địa vị quan hệ thủ đoạn tài lực của nhà họ thẩm ở yên kinh coi như là đứng thứ nhất thứ hai anh lấy cái gì ra đối chọi với nhà họ thẩm nói một câu hơi khó nghe thì người ta cử động một ngón tay là có thể giết chết anh rồi hơn nữa nghe nói người ta đã mời người giàu số 1, đã móc nối quan hệ với người giàu số 1 trong nước. Cũng đã liên hệ được với người mới vượt lên đứng đầu Thiên Long bảng. Lần này sau đại thọ, e rằng nhà họ Thẩm sẽ trở thành gia tộc lớn nhất trong nước. Đến lúc đó sẽ giống như quái vật khổng lồ, có ai dám trêu chọc nữa? Có ai còn có thể chống lại bọn họ? Trước kia còn có nhà họ Giang miễn cưỡng chống lại được nhà họ Thẩm, nhưng mà nghe nói hiện tại nhà họ Giang đã xuất hiện vấn đề lớn rất lâu không có động tính gì nữa, rõ ràng nhà họ thẩm sẽ nhanh chóng trở thành gia tộc lớn nhất. Mà vừa rồi Lạc Tú còn dám khinh thường nhà họ thẩm. Còn vọng tưởng chống lại nhà họ thẩm, đây không phải là bị điên hay sao? Thực sự chờ tới lúc người nhà họ thẩm ra tay thì Lạc Tú có hối hận cũng không kịp. Anh tự đề cao bản thân quá rồi, Lý gia Di mở miệng nói. Loại người cuồng vọng tự đại như Lạc Tú thật sự khiến cho cô ta quá khó để có thể tiếp nhận. Ha ha, lý giai di tặng cho cô một câu nhìn người thì vĩnh viễn phải dùng đầu óc lạc tú đứng dậy không muốn lãng phí thời gian trên loại người như thế này tuy rằng lý giai di là mang ý tốt nhưng mà từ khi anh tới yên kinh cô ta vẫn luôn khinh thường anh điều này khiến cho lạc tú khó tránh khỏi cảm thấy có chút khó chịu nếu như không tin cô có thể xem kết quả lạc tú xoay người rời đi lý giai di nhìn theo bóng dáng lạc tú lập tức cảm thấy không vui hôm nay cô ta tới đây vốn là mang mục đích đó chính là làm theo lời mẹ dặn xin lỗi lạc tú nhưng mà người cao ngạo như cô ta sao có thể nói ra câu xin lỗi cho được thế nên cô ta vẫn không chịu nói nhưng mà trước khi tới cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi cho dù không nói nên lời thì cũng có thể chữa lành mối quan hệ với lạc tú nhưng mà cuối cùng cô ta bỗng nhiên cảm thấy không cần phải chữa lành mối quan hệ này làm gì lạc tú thật sự quá tự phụ cuồng vọng tự đại lý giai di lắc đầu không khỏi thầm than một tiếng lạc tú ơi là lạc tú có một số việc không phải chỉ nói mồm là thấy giỏi giang cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực đợi khi thật sự tới lúc đó xem xem anh còn có thể cuồng vọng tự đại giống như hôm nay hay không lý giai di vừa lắc đầu vừa đứng lên định ra về cô ta đã khuyên nhủ lạc tú nhưng nếu như lạc tú thật sự không nghe lọt tai vậy thì cô ta cũng hết cách về đến nhà Thẩm Nguyệt Lan nhìn Lạc Tú, cũng không nhắc gì đến Lý Gia Di. Chuyện giữa Lý Gia Di và Lạc Tú bà không muốn tham dự vào, nhưng mà nếu Lý Gia Di muốn trở thành con dâu bà thì Thẩm Nguyệt Lan nhất định sẽ ngăn trở. Trước kia bà không biết thì ra Lạc Tú âm thầm có nhiều cô gái yêu thích như vậy, thế nên lúc đó nếu như Lý Gia Di đồng ý ở bên Lạc Tú, vậy thì Thẩm Nguyệt Lan nhất định sẽ cảm vui mừng như nở hoa trong lòng. Nhưng mà hiện tại sau khi biết được chân tướng sự thật, Thẩm Nguyệt Lan lại không suy nghĩ như vậy nữa dù sao có rất nhiều cô gái thích lạc tú đủ để chứng minh con trai bà giỏi giang đến thế nào có gì mà lo lắng không tìm được cô vợ xuất sắc cho nó chứ lạc tú lại nhìn mẹ mình rồi nhìn sang hồn trâu trong tay ôn dưỡng này cũng đã ổn thỏa rồi vẫn nên tăng thêm một chút nữa để có thể hoàn toàn chữa lành thẩm nguyệt lan đi dạo ngoài công viên lạc tú lại khoanh chân ngồi trong phòng anh chuẩn bị cải tạo một chút hơn nữa cũng ôn dưỡng thêm một lát dù sao có thể khiến cho sức mạnh linh hồn của mẹ mình trở nên càng mạnh hơn nữa, đây cũng là chuẩn bị cho tương lai sau này. Lạc Tú thậm chí không tiếc sử dụng Thái Hoàng Kinh, chém rời một phần sức mạnh thần hồn trong cơ thể mình ra để dung nhập vào hồn phách Thẩm Nguyệt Lan. Cứ như vậy có thể tăng thêm sức mạnh thần hồn cho Thẩm Nguyệt Lan, mà cũng là chuẩn bị cho sau này. Lỡ như ngày nào đó nếu như Thẩm Nguyệt Lan rơi vào nguy hiểm, thì sức mạnh thần hồn này không chỉ có thể trợ giúp Thẩm Nguyệt Lan chống đỡ, còn có thể kịp thời báo cho anh biết. Sau cuộc điện thoại của Lạc Tú ở Thông Châu gọi cho Diệp Kính Bình, Hàn Huyên với nhau một lúc, Lạc Tú bèn dặn dò Diệp Kính Bình sắp xếp kế hoạch đón ba Lạc Tú tới Yên Kinh. Ân oán này của nhà họ Thẩm đã nên kết thúc, mà người nhà bọn họ cũng đã đến lúc đoàn tụ với nhau. Ngược lại trong nhà họ Thẩm, Thẩm Ngọc Thành và Thẩm Thiên Quân vô cùng cao hứng. Ba, thiếu niên tông sư đứng đầu Thiên Long bảng đã đồng ý rồi ngày kia sẽ đến tham gia đại thọ của ba. Tốt, đúng là tốt quá rồi. Thẩm Thiên Quân vẫn luôn không vui từ sau cái chết của Thẩm Tuấn Phong, giờ đây đã lộ ra ý vui mừng. Hơn nữa người nhà giàu số một kia cũng sẽ xuất hiện, còn tự mình tới đây. Thẩm Ngọc Thành lại lần nữa mở miệng nói. Được, tốt lắm, xong hỉ lâm môn. Sau đại thọ, nhà họ thẩm ta nhất định sẽ giống như mặt trời ban trưa. Chắc chắn ở trong nước, ít nhất nhà họ Thẩm ta cũng nhất định sẽ là gia tộc số 1. Chương 369, đại thọ nhà họ Thẩm. Đại thọ của Thẩm Thiên Quân. Đương nhiên đây là chuyện lớn. Tuy rằng hai ngày trước nhà họ Thẩm mới có tang sự, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới đại thọ của Thẩm Thiên Quân. Đại biệt thự siêu cấp của nhà họ Thẩm, hoặc là nói sơn trang trước kia, nơi này chiếm một diện tích cực lớn ở Yên Kinh có thể có một trang viên ở một nơi tắc đất tắc vàng giống như vậy đã có thể thấy được rõ thực lực của dòng họ này. Từng chiếc siêu xe tiến vào nườm nượp, mà những người bước xuống xe đều mang thân phận cực kỳ cao quý. Ai nấy đều khí thế hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, thậm chí mỗi người đều coi như là người danh tiếng lẫy lừng. Ví dụ như một ông trùm trong tỉnh, ví dụ như hoàng đế ngầm của một quận, hoặc đại ca của một địa khu. Còn có một vài ông trùm thương nghiệp thậm chí vài đạo diễn lớn trong giới giải trí, một vài ngôi sao cũng đã tới đây. Người của các ngành nghề, hơn nữa những người này đều là người có máu mặt trong ngành, chỉ dậm chân một cái là có thể khiến người ta run rẩy. Hiện tại đều đến đây chúc mừng cho Thẩm Thiên Quân, đủ để thấy được thực lực và thế lực nhà họ Thẩm khủng bố đến mức nào. Thậm chí một số chính khách ở Yên Kinh cũng đích thân tới đây. Bàn về mặt mũi, Thẩm Thiên Quân tuyệt đối có máu mặt, hơn nữa từng chiếc siêu xe liên tục đỗ lại, có thể nói các nhân vật lớn ở nửa thành yên kinh này đều đã tới đây. Dù sao thẩm thiên quân thủ đoạn thông thần, nhà họ thẩm ở yên kinh ăn sâu bén dễ, không biết đã có mạng lưới quan hệ khổng lồ tới cỡ nào. Điều này cũng đã chứng tỏ được địa vị và thực lực của nhà họ thẩm. Trong số các người con trai của thẩm thiên quân nhà họ thẩm, đứa con thứ hai còn được một ôm chùm nào đó trong tỉnh gọi một tiếng lãnh đạo, đã không cần phải nói tới địa vị cao thế nào. Trên thương trường, địa vị của Thẩm Ngọc Thành vô cùng được tôn sùng, hiện giờ đã tạo được mối quan hệ với nhà giàu số 1, có thể thấy được mối quan hệ rộng lớn tới nhường nào, nắm giữ một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Dù sao hiện tại đế quốc bất động sản thương nghiệp của Thẩm Nguyệt Lan đều đặt dưới tên Thẩm Ngọc Thành. Chỉ là đế quốc thương nghiệp của Thẩm Nguyệt Lan so với một số gia tộc lớn ở tỉnh đã rất kinh khủng, so sánh như vậy đã rất rõ ràng. Hơn nữa bên phía quân đội nhà họ thẩm cũng có một vị mang cấp bậc đại tá, đó là người con thứ ba nhà họ thẩm. Đứa con thứ tư nhà họ thẩm lại là một doanh nhân nổi tiếng, vang danh cả nước, dưới danh nghĩa có rất nhiều công ty giải trí, nhiều công ty thu âm và thậm chí cả các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, ô tô, du lịch, v, v. Có thể nói liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, quả thực khiến cho người ta âm thầm chật lưỡi. Đây cũng là lý do tại sao người nhà họ thẩm lại khinh thường lạc tú, bởi vì nhà họ thẩm bọn họ hoàn toàn có thực lực này. Một phần thực lực đã bày ra đó, ai còn đi để ý hoặc nể mặt một thằng nghèo đến từ nông thôn cơ chứ? Dù sao ngay cả một số nhân vật lớn cũng phải để ý sắc mặt nhà họ thẩm bọn họ, huống chi là lạc tú. Về thế hệ thứ ba nhà họ thẩm, đám người thẩm tuấn kiệt, thẩm tuấn trạch lại càng không cần phải nói, có xuất phát điểm là nhà họ thẩm tốt như vậy, ngay cả một con heo cũng có thể lắp cánh cho nó bay lên trời đám người trẻ tuổi đời thứ ba so ra còn giỏi giang hơn tuyệt đại đa số thế hệ trước. Thậm chí rất nhiều nhân vật có máu mặt uy danh cũng phải niềm nở mỉm cười chào đón những người đời thứ ba nhà họ thẩm. Cả nhà họ thẩm rõ ràng đã bước chân vào hàng ngũ quý tộc, tuy rằng không thể nào so sánh được với một số quý tộc trên thế giới, nhưng mà ở trong nước chắc chắn sức ảnh hưởng của nhà họ thẩm là không thể bỏ qua thậm chí có một lần thẩm thiên quân vì vui mừng đã đi tới du ngoạn ở một khu du lịch nào đó đã trực tiếp phong tỏa toàn bộ danh lam thắng cảnh siêu lớn kia đủ để thấy được mối quan hệ và nhân lực lớn đến nhường nào thẩm nguyệt lan trang điểm xong xuôi để đi ra ngoài còn lạc tú lại không đi cùng với thẩm nguyệt lan bởi vì dù sao lúc này lạc tú vẫn còn đang ôn dưỡng hạt châu hồn phách kia hơn nữa hiện tại đã tới lúc quan trọng nhất thế nên lạc tú đã bảo thẩm nguyệt lan tự đi trước đợi anh ôn dưỡng xong rồi đi cũng không muộn đương nhiên lạc tú mà đi thì phải chuẩn bị cho nhà họ thẩm một phần đại lễ món quà lớn này nhất định sẽ khiến cho nhà họ thẩm vô cùng khiếp sợ thẩm nguyệt lan gọi xe sau đó xuống xe cách nhà họ thẩm một cây số bởi vì phía trước xe đã không vào được sau đó thẩm nguyệt lan mang theo món quà đã chọn tiến vào trong nhà họ thẩm đây là lần cuối cùng bà đến chúc thọ ba của mình có lẽ thẩm thiên quân đối xử với bà không hề tốt đẹp, nhưng dù có như thế nào thì thẩm thiên quân cũng là ba của bà, không phải sao. Bạn thân của thẩm Nguyệt Lan, Lý Anh Anh lúc này cũng đã tới, đi theo bên cạnh là Lý Giai Di. Nhìn thấy lạc tú không đến, trong lòng cô ta tức khắc không khỏi có chút khinh thường. Mấy ngày trước nói thì dễ nghe, bây giờ phỏng trừng đã e sợ cúp đuôi chạy mất dép rồi. Hừ, quả nhiên vẫn chỉ giỏi múa mép khua môi. Lý anh anh vừa định chào hỏi Thẩm Nguyệt Lan một tiếng thì có một người phụ nữ ở đâu lại chen vào, trên người mặc vàng đeo bạc, quần áo trên người đều là các thương hiệu quốc tế. Tuy là như thế nhưng vẫn không che giấu được dáng vẻ quê mùa cục mịch của bà ta. "Kia, đây không phải là em gái Nguyệt Lan hay sao?" "Bà ta là vợ của anh thứ hai, theo quy củ thì Thẩm Nguyệt Lan phải gọi một tiếng chị dâu hai." "Chào chị dâu hai, dù sao Thẩm Nguyệt Lan cũng được dạy dỗ tử tế, sẽ không chấp nhặt với loại người này." chị nghe nói em tìm được đứa bé kia rồi à? Bà vợ của anh hai mở lời trước. Sao mà không dẫn về nhận tổ quy tông vậy? Bà ta biết rõ nhà họ thẩm sẽ không chấp nhận lạc tú, lại cố tình nhắc tới chuyện này, rõ ràng là muốn khiến cho thẩm Nguyệt Lan khó xử. Chị hai, nó đang bận việc nên chưa đến được. Ồ vậy ư, nhiều năm lưu lạc bên ngoài như vậy cũng không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Có nhiều tiền tiết kiệm không? Đã có bạn gái chưa thế? Làm việc ở đâu vậy?" Bà ta hỏi với giọng tranh chua khắc nghiệt. "Để chị phải lo lắng rồi, thằng bé rất ổn định." Thẩm Nguyệt Lan không muốn dây dưa quá nhiều, nhưng mà bà vợ anh hai vốn dĩ muốn tìm đến gây sự với Thẩm Nguyệt Lan, thế nên làm gì có chuyện bỏ qua cho Thẩm Nguyệt Lan chứ. "Em Nguyệt Lan à, nếu có chỗ nào khó khăn thì em đừng ngại ngần nói ra. Mọi người đều là người một nhà, có khó khăn gì cứ nói nhé." Bà ta giả mù sa mưa lên tiếng nói chị nghe nói trong công ty tuấn trạch còn thiếu một chân bảo vệ em xem nếu như thằng bé không làm việc gì bên ngoài thì ai tuấn trạch tuấn trạch bà vợ anh thứ hai thật sự bỗng nhiên ngoái đầu lại gọi thẩm tuấn trạch thẩm tuấn trạch hôm nay ăn mặc vô cùng sạch sẽ vừa nhìn thấy thẩm nguyệt lan đã lập tức đi về phía này đợi đại thọ kết thúc anh ta phải ra tay giết chết lạc tú tuấn trạch có phải trong công ty con còn đang thiếu bảo vệ đúng không bà ta mở miệng nói Đúng vậy, Thẩm Tuấn Trạch lên tiếng đáp lời. Nếu như thế thì con xem nể mặt đều là người nhà họ Thẩm, trở về để cho con trai của dì Nguyệt Lan con làm bảo vệ công ty con đi. Con xem thế này, mọi người đều là người một nhà, sau này con tăng lương thêm cho thằng bé 500 tệ, có được không? Bà ta chế nhạo nói. Kỳ thật đây đã không phải đang chế nhạo nữa mà là đang sỉ nhục. Dù sao lời nói ra cũng rất khó nghe. Chị nói đủ chưa hả? Thẩm Nguyệt Lan đã hơi bực mình, chương 370, bức bách. Yo, tại sao còn tức giận thế? Vợ của anh hai cười khẩy nói. Không phải tôi nể tình người một nhà nên mới giúp cô sao? Em gái Nguyệt Lan, vợ của anh hai nói vẻ quái gở. Con trai của tôi không tệ như chị nói, không đến mức đi làm bảo vệ. Vẻ mặt Thẩm Nguyệt Lan lộ ra một tia tức giận. Ha ha, vậy sao? Vợ của anh hai lại cười khẩy một tiếng, lời nói đầy mỉa mai. Thật là tốt bụng lại bị coi như lòng lang giả thú. Em gái Nguyệt Lan, cô cần phải thế sao? Đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói khác, đó là vợ của lão Tam, đang đi về phía thẩm Nguyệt Lan. Bà ta ăn mặc vô cùng diêm rúa lòe lòe, khi bước đi thì vòng eo con rắn nước cứ vặn vẹo, lắc lư, trông hệt như một con hồ ly tinh, cộng thêm cách trang điểm của khuôn mặt trông rất giống kỹ nữ. Và lại còn mang theo vẻ mặt chanh chua, bà ta là người mà thẩm Nguyệt Lan không muốn nhìn thấy nhất trong nhà họ thẩm bà ta là người dễ xảy ra mâu thuẫn với người khác nhất em gái nguyệt lan chúng ta đều là người cùng một nhà chị hai chẳng qua chỉ muốn giúp em với ý tốt thôi em không cảm kích cũng không sao sao còn ăn nói thế này vợ của lão tam nói với giọng mỉa mai tôi nói sự thật con trai tôi thế nào là việc của con trai tôi không phải tới phiên người khác nói ra nói vào thẩm nguyệt lan vặn lại hừ nói rất đúng con trai cô so với đời thứ ba của nhà họ thẩm như thế nào. Vợ của lão tam to giọng nói. Em ba, xin đừng sỉ nhục đời thứ ba của nhà họ thẩm. Lúc này Trương Thúy Bình cũng đến, cô ta là vợ của thẩm Ngọc Thành. Mọi người bất kể là ai cũng phải gọi cô ta một tiếng chị cả. Ngay cả thẩm Nguyệt Lan cũng không ngoại lệ. Chị cả. Yo, còn biết tôi là chị cả của cô sao? Trương Thúy Bình nói với giọng mỉa mai. Tôi tưởng cô quên rồi chứ. Trương Thúy Bình ngẩng mặt lên nói: "Con trai của cô có công ty sao? Con trai của cô có thành tích gì nổi bật không?" Hàng loạt câu hỏi liên tiếp của Trương Thúy Bình khiến Thẩm Nguyệt Lan á khẩu không trả lời được. Dù sao bà thực sự không nói nên lời, bây giờ cả người bà đang đờ đẫn, luôn cảm thấy đầu óc có hơi khó xoay chuyển. Đây là do Lạc Tú đã sửa chữa một phần thần hồn đã mất của bà, trên đường đến đây nó đã tác động đến Thẩm Nguyệt Lan. Không thể nói được đúng không? Trương Thúy Bình cười khúc khích. Nếu cô đã không nói ra được, em hai dâu nói dùm cô, cô dựa vào đâu mà không cảm kích. Còn coi lòng tốt của người ta như lòng lang giả thú. Đừng nói so sánh với đời thứ ba của nhà họ thẩm, chỉ so với người thường, con trai của cô cũng có là gì. Trương Thúy Bình lại hỏi. Thẩm Nguyệt Lan vẫn không thể phản bác. Lớn lên ở thị trấn nhỏ, không được nhận giáo dục cao cấp, con trai của cô thật sự tốt như vậy sao? Có lẽ sau này còn đi con đường quanh con nào đó nữa không chừng nhỉ." Trương Thúy Bình to giọng. "Đủ rồi, con trai tôi thế nào? Sao, vẫn không cho người ta nói à? Những người phụ nữ như chúng ta nha, có câu cổ ngữ rằng mẹ quý nhờ con. Con trai của chúng tôi, chúng tôi có thể tự hào liệt kê một loạt sự tích và những thành tựu vẻ vang. Con trai cô thì sao?" Trương Thúy Bình cười khẩy một tiếng. "Nếu cô cho rằng con trai cô không tệ, thì cô nói đi." trương thúy bình vừa mở miệng quả là hệt như cái súng máy nếu trong trạng thái bình thường thẩm nguyệt lan còn có thể lời qua tiếng lại với đối phương mấy câu nhưng bây giờ bà đang đờ đẫn thậm chí còn hơi chóng mặt đúng lúc này mấy thành viên của nhà họ thẩm và thẩm thiên quân cũng đến chỉ là ánh mắt thẩm thiên quân nhìn thẩm nguyệt lan không còn cảm giác của một người trai nhìn con gái mình thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn với người lạ điều này khiến thẩm nguyệt lan cảm thấy đau nhói trong tim dù sao đó cũng là ba của bà thẩm nguyệt lan cầm một chiếc túi to trong tay trong túi là một bộ quần áo mà thẩm nguyệt lan đi tìm thợ may để may người thợ may chỉ ở một bên giúp đỡ quần áo là do thẩm nguyệt lan tự may thẩm nguyệt lan đưa túi qua ba quà cho ba thẩm nguyệt lan tránh đi ánh mắt của thẩm thiên quân nhưng thẩm thiên quân chỉ hờ hững nhìn thẩm nguyệt lan không nhận lấy chiếc túi thật lâu sau, Thẩm Thiên Quân thở ơ lên tiếng. Thu lại đi, tôi không mặc nổi. Thẩm Nguyệt Lan lập tức có cảm giác tan nát cõi lòng, nước mắt tràn nghi. Em gái, đây là lỗi của em rồi, làm sao ba có thể mặc loại quần áo này được, Thẩm Ngọc Thành cũng nói. Với thân phận và địa vị của ba có thể mặc thứ này ư. Lão nhị nhà họ Thẩm cũng nói. Từ đó tới giờ ba chỉ mặc quần áo của các nhà thiết kế người Pháp. Loại quần áo này quá mất mặt, em có chắc là em đến đây để tặng quà chứ không phải đến làm trong lòng ba thấy khó chịu không? Lão Tam nhà họ thầm bỏ đá xuống giếng. Thẩm Nguyệt Lan cuối cùng cũng thu túi lại. Bộ quần áo này quả thực không đủ chất lượng, chất liệu vải chỉ vài nghìn tệ, so với một bộ quần áo mấy chục vạn của Thẩm Thiên Quân thì quả thực là thua xa. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan không có tiền, bà lại không thể không biết xấu hổ đến xin tiền lạc tú. Hơn nữa bộ quần áo này do chính Thẩm Nguyệt Lan làm, đó là lòng hiếu thảo của bà. Nguyệt Lan, vì đứa con trai yếu đuối kia của con, có đáng không? Thẩm Thiên Quân nhìn Thẩm Nguyệt Lan, không hề có chút thương tiếc. Ba, mặc dù Thẩm Nguyệt Lan rất đau lòng, nhưng vẫn không cho phép có người nói xấu lạc tú, kể cả đó là ba của bà. Thế nào? Chỉ dựa vào con mà cũng dám chống đối ba à? Thẩm Thiên Quân đột nhiên tức quá hóa cười. Vào ngày tang lễ của Tuấn Phong, ba đã đến gặp nó. Con biết nó nói gì không? Thẩm Thiên Quân lắc đầu nó lại nói với ba rằng nó coi thường nhà họ thẩm ha ha tốt tốt lắm thẩm thiên quân cười khẩy một tiếng đây là con trai con hả đây là con trai của con và thằng họ lạc kia đây là con trai do thằng họ lạc đó dạy dỗ thẩm thiên quân mắng ngay cả nhà họ thẩm mà cũng coi thường nó nghĩ nó là ai cuồng vọng vô chi kiêu ngạo lại không có năng lực cá tính lại còn rất mạnh hôm đó nói chuyện với tôi còn mang giọng điệu dạy dỗ nữa cảm giác tự cao tự đại đó ngay cả tôi cũng không sánh kịp vừa rồi tôi cũng nghe thấy tiếng cãi vã của các anh chị thẩm thiên quân như đang diễn thuyết chị cảm thấy thằng nhóc kia tốt lắm sao vì thằng nhóc đó chị có thể chắp tay nhượng lại đế chế kinh doanh mà chị đã vất vả mấy chục năm ư thẩm thiên quân lắc đầu cười nguyệt lan tôi cho chị một cơ hội hôm nay nếu chị bằng lòng cắt đứt quan hệ mẹ con với nó thì tôi có thể để chị quay lại nhà họ thẩm một lần nữa thẩm thiên quân bức bách hôm nay nếu chị vẫn cố chấp vậy cũng không sao hết chị vĩnh viễn đừng về nhà họ thẩm nữa ba thẩm nguyệt lan bật khóc đừng gọi tôi là ba tôi đã nói rất rõ ràng rồi nếu như chị không cắt đứt quan hệ mẹ con với thằng nhãi kia thì hôm nay quan hệ cha con của chúng ta sẽ hoàn toàn cắt đứt Thẩm Thiên Quân ngạo nghễ nói, "Hy vọng chị suy nghĩ rõ ràng, nghĩ kỹ đi." Thẩm Thiên Quân trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 370.